chúng ta sẽ cần phải điều chỉnh tiếp. Bài chia sẻ hôm nay, mình sẽ chờ khoảng thêm 3 phút nữa, đúng 8 giờ kém 15 chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Để cho nếu ai có một chút việc bận gì đó thì vẫn có thời gian dành cho mọi người. Tại vì cái buổi chia sẻ thực ra thì nó có liên quan nhiều đến một chút kiến thức, cho nên là nếu như nghe được từ đầu đến cuối thì nó sẽ có tác dụng nhiều hơn. Mọi người đồng ý không ạ? Dạ, yeah, cả nhà mình ơi, cả nhà mình có thể mở camera để kết nối tiếng tăng lượng cho tốt hơn trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Buổi hôm qua mọi người học thấy thế nào ạ? Có thấy có chút cảm hứng gì không ạ? Thật ra có rất nhiều anh chị, các bạn nghe những cái bài chia sẻ này thì ngay từ đầu có thể cảm thấy rất là thu hút, cảm thấy rất là quan tâm, nhưng mà chưa có đủ động lực để thực hành. Và khi mà mình tham gia vào các cái nhóm rồi ý, thì mình vẫn chưa thực sự là có cái sự thực hành để chia sẻ. Thế nhưng mà cũng không sao, bởi vì là chỉ cần là mình có mong muốn được thực hành và được thay đổi thì từ từ những cái nguồn năng lượng tốt lành nó sẽ đến và nó sẽ đủ cho mình cái động lực để mình bắt đầu thực hành được. Khóa 3 khóa các bạn mới có đủ động lực để thực hành. Em cũng rất hiểu cái điều này, bởi vì để mà thay đổi được một cái quán tính cũ ấy, nó rất là khó. Và cái đầu tiên chúng ta phải làm đó là tự làm việc với mình để mà xác nhận rằng là tôi chấp nhận thay đổi, tôi mong muốn thay đổi. Đấy. Khi nào chúng ta tự xác nhận được với chính mình như vậy thì tất cả chúng ta mới bắt đầu được vào cái hành trình của chính mình. Còn đây nếu như mọi người chưa thực sự xác nhận được với bản thân mình rằng là tôi quyết tâm thay đổi, tôi sẽ thay đổi, thì mọi người vẫn cứ tiếp tục theo dõi, cứ tiếp tục nghe những cái buổi chia sẻ và theo dõi hành trình của mọi người để thấy được truyền cảm hứng. Để cho đến một lúc nào đấy mà trong mình nó có đủ cái năng lượng, có đủ cái mong muốn thì chúng ta bắt đầu thực hành, cũng không sao cả. Điều đó không có nghĩa rằng là mọi người kém hơn hay là mọi người không phù hợp với phương pháp này hay là chưa phải lúc, không phải như thế. Đơn giản là tất cả những cái gì mọi người đã nghe, mọi người đã nhìn thấy, từ từ nó sẽ phải cần phải được tích tụ lại đến một cái điểm nào đấy nó đủ mạnh. Thì khi đó nó mới bắt đầu thực sự trở thành cái mong muốn được thực hành của mọi người. Chính vì hiểu được cái điều đấy cho nên là ở các nhóm thực hành, thực ra là tổ tư vấn ấy cũng rất là nỗ lực để cho mọi người cảm nhận được cái năng lượng chung của nhóm. Và nếu như ai có thể thực sự là thực hành và chia sẻ vào đấy thì mọi người đều rất là ủng hộ, rất là hoan nghênh. Còn những ai mà vẫn chưa thực hành được thì cũng không sao cả. Mọi người cứ ở đó và theo dõi và tiếp tục. Bởi vì là tất cả mọi người đều đang ở trên hành trình của chính mình ý. Nó sẽ không có gì đi chệch khỏi cái hành trình đấy được cả. Mọi người có thể tham gia ở nhóm này, có thể tham gia những cái chữa lành ở các nhóm khác và đọc thêm rất nhiều sách. Những cái đấy cũng đều bổ trợ cho một cái điểm thay đổi duy nhất. Đó là khi mọi người đã tự cam kết với chính mình rằng tôi sẽ thay đổi và tôi bắt đầu thực hành đây. Đấy, tất cả những cái đấy nó sẽ tổng hợp cho một cái điểm như vậy. Cũng không nói nhiều nữa vì đã đến giờ chúng ta vào bài rồi ạ. Cảm ơn mọi người đã ở đây. Hãy thực sự tập trung vào bài học để cho mình có được một cái năng lượng tích cực. Thật ra những cái này ban đầu nó mọi người chưa thể hiểu hết được. Nhưng mà hãy cứ tham dự vào nó, hãy cho phép mình tập trung vào nó để cho nó sẽ trở thành cái nguồn động lực. Đấy. Cái đầu tiên mà em muốn gửi tới mọi người đó chính là cái sự động viên, cái nguồn năng lượng của cái nguồn năng lượng để mà mọi người mong muốn cái sự thay đổi. Đấy, trước tiên là như thế đã. Chuyên đề hôm nay của chúng ta là thực hành nhận biết sự chuyển hóa cảm xúc thông qua việc tự quan sát.
Trước hết là giới thiệu một chút tổng quan về cảm xúc. Như bài hôm qua thì cũng đã giới thiệu qua rồi, đó là cảm xúc nó là một thể nằm trong cái cấu tạo của con người. Nó nằm ở giữa hành động và tâm trí. Cái này hôm qua đã giới thiệu khá là kỹ, tức là cái thể cảm xúc ấy, nó là cái nơi mà chúng ta tập trung các cái giác quan để mà chúng ta cảm nhận được các cảm giác vui này, buồn này, đau khổ này, đấy, cho đến hạnh phúc, cho đến bình an, nó đều là những cái cảm giác mà chúng ta sẽ cảm nhận được ở cái thể cảm xúc này. Chúng ta bình thường đến 90% là mọi người sống trong cái cảm xúc, trong cái thể cảm xúc là chính. Thế nhưng mà chúng ta hầu như không nhận ra cái điều đấy đâu. Chúng ta không nhận ra rằng chúng ta đang sống quá nhiều trong cái cảm xúc của mình đâu. Chúng ta như thế nào nhỉ? Chúng ta sống trong cái trạng thái ảo cảm. Ảo cảm ở đây nó định nghĩa rằng là cái trạng thái nó lạc lối trong những cái cảm xúc, luôn luôn cho rằng những cái cảm xúc đấy là thật và hành động theo các cái trạng thái cảm xúc. Đấy. Phần lớn chúng ta đang hành động theo các cái cảm xúc. Chúng ta nghĩ rằng là mình hành động theo những cái suy nghĩ. Chúng ta nghĩ rằng như thế này, thế kia và chúng ta hành động. Nhưng thực ra không phải đâu. Chúng ta phần lớn hành động theo cảm xúc và nó thể hiện bằng cái từ ngữ rất là mạnh mẽ. Đó là tôi muốn. Phần lớn những việc mọi người hành động nó đều theo cái là tôi muốn hoặc là tôi cần. Và những cái điều đó nó thể hiện ra rằng là đang hành động theo cảm xúc. Và tất cả cuộc sống của chúng ta đôi khi đó là bị giam hãm trong cái cảm xúc, bị hút vào trong một cái cảm xúc và không thể nào mà thoát ra được khỏi nó, dù cho rằng là tình huống gây ra cảm xúc nó đã kết thúc từ lâu rồi. Cái này thì mọi người đã sẽ trải nghiệm rất là rõ trong cuộc sống. Chẳng hạn như là mình chỉ có những cái cuộc xung đột rất nhỏ trong gia đình thôi. Mình lỡ tay mình đánh con chẳng hạn. Thế là cái cảm xúc nó bừng bừng tức giận lên. Nhưng mà sau đó một lúc thì mình bắt đầu cảm thấy hối hận. Và xong rồi mình bắt đầu sống trong cái trạng thái tự ti, tự trách, cảm thấy rất là bất toàn, cảm thấy tồi tệ. Tại sao mình có thể làm một cái việc như thế được nhỉ? Tại sao mình yêu con mà mình lại hành động như vậy được nhỉ? Và những cái cảm xúc này có khi nó phải kéo dài cả ngày, thậm chí là một vài ngày. Và khi mà cái cảm xúc này nó đến ý, thì nó hút rất nhiều những cái cảm xúc cũ tương tự về. Ví dụ như mình nhớ lại là mình đã từng làm những việc nó còn tồi tệ hơn nữa với người này, với người kia. Và rồi đấy, càng lúc cái cảm xúc đấy nó càng nặng. Và thực sự nó gây ra những cái cơn mệt mỏi kinh khủng. Và mọi người cảm thấy rằng cái điều đó nó bao trùm lên cái cuộc sống của mình luôn. Đấy. Hoặc là mọi người luôn luôn sống trong một cái sự lo sợ. Đấy là lo sợ về mặt vật chất, tức là thiếu thốn. Nào là sợ thiếu ăn, sợ thiếu mặc, sợ thiếu tiện nghi, rồi sợ bị ốm, rồi sợ cái chết. Đấy. Tất cả nó cũng đều chỉ là cái trạng thái cảm xúc của mình mà thôi. Mình sống trong nó một cách bình thường hàng ngày và mình không nhận ra được nó nữa. Cũng giống như như kiểu là chúng ta vẫn hít thở hàng ngày nhưng chúng ta không nhận ra được là cái không khí ấy. Đấy, thì cái cảm xúc này nó ở xung quanh chúng ta, nó ở trong chính chúng ta, cũng giống như là chúng ta đang hít thở cái không khí ấy. Vì vậy mà chúng ta mới không nhận ra nó. Hoặc là cái trạng thái cao hơn nữa mà mọi người cũng thường hay trải qua, đấy là cái cảm giác đối kháng, tức giận với cả thế giới này. Tại sao mọi người lại có thể sống đối xử với tôi như vậy được? Tại sao mọi người lại không tôn trọng tôi? Tại sao mọi người lại không chấp nhận tôi? Đấy. Chúng ta luôn luôn đối kháng như thế. Và trong lúc nào chúng ta cũng có cái cảm giác là tức giận, khó chịu. Những cái cảm xúc này thì điều khiển phần lớn những cái hành động và suy nghĩ hàng ngày của tất cả mọi người. Phần lớn là mọi người sống như vậy và không hề biết. Bởi vì là mọi người phục vụ hoàn toàn cho những cái cảm xúc này. Hầu như tất cả những cái hành động của chúng ta đều phục vụ cho cảm xúc. Ví dụ như là chỉ một cái cảm xúc sợ hãi, sợ bị thiếu thốn chẳng hạn. Đấy. Thế là mọi người phải lao vào công việc, phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền có thể, phải làm sao để mà mình có những cái khoản tích trữ, rồi mua sắm cái nọ cái kia để đề phòng. Nhưng mà thực tế thì sao ạ? Thực tế là cuộc sống của bạn đang rất ổn định, chả thiếu thốn cái gì cả. Bạn ngày hôm nay vẫn có ăn, ngày mai vẫn có ăn, thậm chí bạn có thể để dành đến 3 năm sau bạn vẫn có ăn.
Nhưng mà nếu bạn có đủ ăn trong 3 năm thì bạn lại nghĩ sao ạ? 10 năm nữa liệu mình có ăn hay không? Kiểu như thế ấy. Đấy. Những cái tình huống nó luôn luôn giả định và chẳng hiểu tại sao mình lại cứ luôn luôn sống trong cái điều đấy luôn. Và những cái điều này nó điều khiển con người một cách kinh khủng. Thêm một cái điều nữa đấy là những cái cảm xúc này nó đã điều khiển mình rồi, nhưng mà nó lại không không đứng yên mà nó luôn luôn xáo động. Nó phụ thuộc rất là lớn vào cái môi trường xung quanh mình. Bạn có đang có một cái cảm xúc này, bạn đang rất là vui vẻ, bạn rất là hạnh phúc, bạn đi trên đường. Tự nhiên đúng là thực sự là bạn không không chú ý đến xung quanh thật, có một người đi qua và nói với bạn rằng là chẳng tập trung gì cả, đi như dở hơi ý. Thế là ngay lập tức bạn có một cái cảm giác rất là tồi tệ, hoặc là bạn tức giận, hoặc là bạn cảm thấy rằng là mình đúng là ngớ ngẩn thật, tức là nó thay đổi một cách chóng mặt luôn, thay đổi một cách khủng khiếp luôn. Những cái này thì thường xuyên là như thế. Bạn có thể đang rất là vui vẻ, rất là bình thường, bạn nghĩ rằng là trong mình đã bình an lắm rồi, nhưng mà chỉ có một cái dao động nhỏ ở bên ngoài, lập tức cảm xúc của bạn bị đổi chiều và nó thay đổi đến mức mà bạn không thể nào hiểu được và cũng không thể nào đưa nó ngay về cái cảm xúc cũ được. Đấy. Tức là cảm xúc của bạn nó cứ trồi sụt một cách liên tục. Thứ ba nữa là những cái cảm xúc thường là không rõ nguyên nhân và không có hướng giải quyết. Ví dụ nhé, như là có khi bạn đang rất là bình thường, bạn đang ngồi, bạn có thể đang nghe nhạc, có thể đang xem phim hoặc đang làm một cái việc gì đấy mình vẫn hay thường làm, nhưng mà tự nhiên nó nổi lên một cái cảm giác sợ, hoặc là nó nổi lên một cái nỗi buồn buồn kinh khủng, tự nhiên cảm thấy một cái điều gì đấy nó rất là vô nghĩa, tại sao tôi lại thế này, tại sao tôi lại thế kia, mà thực ra thì chả có cái nguyên nhân gì cả, không biết nó từ đâu luôn. Sao tự nhiên mình lại cảm thấy buồn thế nhỉ, sao tự nhiên mình lại cảm thấy khó chịu thế nhỉ, sao tự nhiên nhìn cái người kia tự nhiên mình thấy ngứa mắt thế nhỉ. Đấy, những cái cảm xúc mà không biết nó đến từ đâu luôn. Thế nên là nó cũng chả có hướng giải quyết. Kiểu tự nhiên nhìn thấy đi ngoài đường, nhìn thấy một người mà tự nhiên mình thấy ngứa mắt thế. Thì biết giải quyết kiểu gì bây giờ? Đấy, đó chính là những cái tình trạng cảm xúc mà hiện nay chúng ta đang trải qua rất là nhiều. Và chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta tốn rất nhiều thời gian, rất nhiều năng lượng cho những cái điều này mà nó cứ loanh quanh. Hôm nay cái cảm xúc này đến, ngày mai cái cảm xúc khác lại đến, và nhiều khi nó hỗn độn với nhau đến mức mà chúng ta có những lúc chúng ta tự cảm thấy là chẳng hiểu mình đang cảm thấy thế nào nữa, rất là khó chịu, mình chỉ có một cái sự khó chịu bực bội nhưng không biết nó là cái gì luôn. Đấy, nó là cái tình trạng mà cảm xúc nó bị quá đầy ở trong mình và mình không thể nào nhận diện được nó, và nó có một cái đối cực của cái tình trạng quá đầy này, nó gọi là tình trạng vô cảm, tức là gần như mình không có cảm xúc gì nữa. Mình không thể tiếp nhận được và không thể nhận biết được cái cảm xúc gì nữa. Và chúng ta sống trong cái tình trạng vô cảm này nó khá là nhiều. Và cái này thì nó có một cái rất là tồi tệ, bởi vì nó sẽ dẫn đến cái căn bệnh. Cái việc vô cảm nó là cái sự tắc nghẽn của cảm xúc thì đúng hơn. Cái sự tắc nghẽn của cảm xúc nó sẽ dẫn đến những cái tắc nghẽn của cơ thể và nó thể hiện ra thành những căn bệnh. Những căn bệnh mà chỉ đến khi nào nó thể hiện ra rồi thì chúng ta mới mới bắt đầu mới cuống lên để tìm cách chữa. Nhưng mà chữa mà chỉ chữa triệu chứng thôi, chữa trên cơ thể thì là chữa triệu chứng thôi. Thế thì nó cứ bị đi bị lại, hoặc là nó thuyên giảm rồi, nó đỡ rồi, chúng ta tưởng như là nó đã kết thúc rồi. Một lúc nào đấy nó sẽ lại quay trở lại, bởi vì nó không giải quyết được cái nguyên nhân gốc của nó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm hiểu sâu hơn về cái cách để giải quyết các cái vấn đề này. Trước tiên là chúng ta cần phải tìm hiểu về cái cơ bản nhất của cảm xúc. Đó là cảm xúc thực ra nó là một trạng thái năng lượng và nó được đo bằng các cái mức thang năng lượng. Tức là nếu chúng ta có một cái máy để đo mức độ rung động năng lượng thì chúng ta cũng đo được cái cảm xúc của mình ở trong cái máy đấy. Bởi vì với cái phương trình nổi tiếng E bằng MC bình thì Albert Einstein đã chứng minh rằng là khi bạn đi đến tận cùng thì mọi thứ trong vũ trụ đều là năng lượng, cảm xúc cũng vậy, cảm xúc cũng là năng lượng. Và hiện nay thì bản đồ tâm thức của tiến sĩ David Hawking đã cho chúng ta một cái nhìn tổng quát về các cái mức năng lượng của cảm xúc, hay nó còn gọi là tần số rung động của cảm xúc. Đấy, cái này ở trên mạng có rất nhiều.
và đây chỉ là một cái phiên bản của nó thôi. Những cái này bạn chỉ cần search bản đồ tâm thức của tiến sĩ David Hawking thì nó sẽ ra những cái này. Đấy. Nhưng đại khái là ông ý đã cho chúng ta một cái bản đồ để mà chúng ta biết rằng các cái cảm xúc nó có các cái mức rung động năng lượng khác nhau. Ví dụ như là thấp nhất sẽ là cái sự tủi nhục, hổ thẹn. Đấy, nó có tần số rung động khoảng là 20, 30, 50. Đấy. Cao hơn nữa thì nó sẽ có khát khao, giận dữ, tự kiêu, nó lên tới 175. Và rồi nó bắt đầu đến một cái đoạn nó là nghị lực, tức là chính là cái điểm thay đổi đấy, khi mà chúng ta bắt đầu cần cảm thấy ở trong mình có một cái sự mình cần phải thay đổi nó, mình quyết tâm thay đổi nó, thì nó chính là cái điểm thay đổi, nó được gọi là cái điểm nghị lực. Đấy. Rồi tiếp cao hơn nữa thì sẽ đến trung dung, tức là cân bằng được các cái cân bằng, bắt đầu cân bằng được các cái cảm xúc. Rồi cao hơn nữa thì bắt đầu rất là cao nữa thì mới đến yêu vô điều kiện, rồi là bình an, rồi bắt đầu chúng ta mới giác ngộ. Đấy, hoàn toàn có thể đo được bằng những cái rung động. Và có một cái lưu ý của mọi người ạ. Mọi người nhìn cái bản đồ này thì nó sẽ còn khá là mơ hồ. Nhưng có một cái lưu ý đấy là các cái rung động cảm xúc này đều tồn tại đồng thời trong mỗi người. Trong chúng ta đồng thời tồn tại tất cả những cái cảm xúc này. Đấy, nó chỉ là tùy sự đáp ứng với môi trường xung quanh mà nó sẽ biểu hiện ra như thế nào thôi. Ví dụ như là trong cái mối quan hệ với con cái chẳng hạn, nó đồng thời tồn tại tất cả những cái cảm xúc. Chúng ta đồng thời vừa tức giận với con, chúng ta đồng thời vừa yêu thương con, chúng ta đồng thời vừa cũng xấu hổ với con. Đấy, nhiều cái chứ. Chúng ta cũng cảm thấy đau đớn với con. Đấy là trong một mối quan hệ nó là như thế. Tồn tại đồng thời tất cả mọi thứ. Và trong chúng ta ngay một lúc nó cũng tồn tại đồng thời tất cả các cái cảm xúc này. Cho nên là ngay lập tức chúng ta mới có thể thay đổi được cái cảm xúc là vì thế. Nó cứ thay đổi liên tục bởi vì thực ra là nó tồn tại đồng thời. Đấy. Như thế này, nếu như mà hiểu được cái khái niệm này thì sẽ cảm thấy nó cũng đúng đấy. Nhưng mà nó rất là khó, chính vì thế nó rất là khó để nhận ra được rằng cái cảm xúc của mình thực tế là gì. Nhưng mà ở đây nó có một cái hay hơn. Đấy là ở trong mỗi người thực ra có một cái mức cảm xúc được xác định là mức trung bình. Đấy. Xác định là mức cảm xúc trung bình nhé. Và các cảm xúc nó sẽ có xu hướng chủ yếu là dao động xung quanh cái điểm trung bình này. Tức là chúng ta rất khó để mà chạy một phát từ cái cảm xúc tủi nhục lên cái cảm xúc bình an. Không có cái chuyện đó đâu. Chúng ta không thể nào mà ngay một lúc từ cái tủi nhục lên cái bình an được, mà chúng ta sẽ có xu hướng là sẽ dao động quanh một cái điểm trung bình nào đấy. Ví dụ chúng ta có một cái điểm trung bình đó là sợ hãi chẳng hạn, thì những cái cảm xúc của chúng ta sẽ phần lớn tập trung ở cái vùng hổ thẹn, tủi nhục. Thế cũng có những lúc mà nó vượt lên cao hơn, chúng ta sẽ giận dữ, chúng ta sẽ tự kiêu đấy, nhưng mà nó ít. Và những cái cảm xúc cao hơn, ví dụ như là nghị lực, ví dụ như là bình an hoặc yêu vô điều kiện, thì rất 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 ít chúng ta mới có thể cảm nhận được nó. Chúng ta vẫn có những cái đấy, nhưng mà bởi vì cái mức rung động trung bình của chúng ta nó ở thấp quá, cho nên chúng ta không cảm nhận được cái đấy một cách rõ ràng, những cái cảm xúc cao một cách rõ ràng. Đấy, chính vì vậy mà cái việc xác định được cái mức trung bình này nó mới quan trọng. Rồi, nó khó khăn như thế đấy, nó nhiều vấn đề như thế đấy. Và chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách nhận biết các cái cảm xúc. Đấy, điều đầu tiên chúng ta cần phải làm vẫn là xác định cái mức cảm xúc trung bình của mình. Mức cảm xúc trung bình chính là cái mà chúng ta thường xuyên, cái cảm xúc mà chúng ta thường xuyên thể hiện ra nhất. Và nó là cái điểm mà rất nhiều những cái cảm xúc ở trên hoặc ở dưới nó một chút nó sẽ dao động xung quanh đấy. Đấy. Thế thì quan trọng nhất là chúng ta phải xác định được cái mức cảm xúc trung bình. Bởi vì chỉ có khi xác định được mức cảm xúc trung bình thì chúng ta mới bắt đầu có cái hướng để mà chuyển hóa nó được. Đấy. Có rất nhiều những cái khóa học về chuyển hóa cảm xúc, có chuyển hóa sự giận dữ. Đấy.
Nhưng mà cái mức cảm xúc trung bình của chúng ta nó không phải là sự giận dữ. Chúng ta có những cơn giận, có những cơn giận kinh khủng. Nhưng mà khi mà chúng ta không phải là cái mức cảm xúc trung bình ở sự giận dữ thì chúng ta không chuyển hóa nó được đâu ạ. Không chuyển hóa được cái sự giận dữ đấy đâu. Mà khi đó thì chúng ta sẽ phải làm cách khác. Đầu tiên, chúng ta phải xác định được cái mức cảm xúc trung bình đã. Đấy. Thông qua bài tập soi gương này để nhận biết những cái cảm xúc tồn đọng ở bên trong mình. Mọi người đã, nếu đã thực hành thì sẽ có những cái trải nghiệm cá nhân về cái việc soi gương và nhận biết cái cảm xúc này. Có những người soi gương bảo rằng tôi không thấy gì, tôi không nhận biết được cảm xúc, tôi không có gì đặc biệt cả, cũng không sao cả. Nếu như bạn soi gương và không thấy gì, vậy thì bạn hãy có những cái cách khác. Bạn hãy cố gắng để nhìn nhận cái cảm xúc của mình theo một cách khác. Nhưng mà nếu như ai đã soi gương mà thấy được những cái cảm xúc của mình ý, thấy ví dụ như thấy chủ yếu là nỗi buồn, nỗi sợ, nỗi tức giận, thì hãy ghi lại cái điều đấy. Hãy thực hành đúng cái bài soi gương, đó là ghi nhận và không phán xét. Cái điều này nó sẽ quan trọng cho bạn để bạn 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 có cái con định hướng tiếp theo của mình. Đấy, nếu như ai soi gương và chưa cảm nhận được gì, vậy thì bạn hãy chuyển qua cái việc xác định cái mức cảm xúc trung bình bằng việc thông qua cái việc quan sát cảm xúc trong cái sự tương tác hàng ngày của mình. Bạn hãy cho mình cái câu hỏi là ví dụ trong cái việc tương tác với con cái thì cảm xúc chủ đạo của bạn là cái gì? Chẳng hạn như là bạn biết là mình có yêu con, bạn biết là mình có muốn chăm sóc con, mình có muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Nhưng mà cái cảm xúc thực sự của bạn khi mà tiếp xúc với con nhé, chứ không phải là lúc mà bạn và con đang ở hai cái tình trạng cách xa nhau đâu. Mà ngay lúc tiếp xúc với con ấy, thì bạn cảm thấy gì? Bạn cảm thấy khó chịu với nó không? Bạn cảm thấy bực bội với nó không? Bạn cảm thấy rằng là tại sao nó lại không nghe lời không? Đấy, đó mới là cái cảm xúc thực sự của bạn với con. Chứ còn những cái mà bạn nghĩ rằng là bạn yêu con, bạn muốn hy sinh cho con, những cái đấy chỉ là bạn nghĩ thế thôi. Nhưng cái cảm xúc thực sự nó sẽ bộc lộ ra khi mà bạn bạn thực sự tiếp xúc với cái đối tượng đấy. Bạn có thể rất là đau khổ khi mà nghe được cái điều này, nhưng mà nó là sự thật. Nó là sự thật đấy. Những cái mà tình yêu rồi này kia ở trong đầu bạn khi mà bạn không tiếp xúc với cái đối tượng đấy mà nó chỉ là bạn nghĩ thế thôi. Và nó cũng chỉ là một cái ảo cảm của bạn thôi. Để mà bạn tự làm dịu đi những cái cảm xúc không tốt của mình. Đấy. Bạn cảm thấy mình tồi tệ thì bạn nghĩ rằng bạn phải yêu con, bạn phải cho nó này nọ. Nhưng mà cái cảm xúc thực sự của bạn đối với con nó sẽ thể hiện ra khi bạn tiếp xúc với nó. Đấy. Tiếp theo là có những cái môi trường xung quanh của mình rất là gần gũi, ví dụ như là trong công việc chẳng hạn, thì khi tiếp xúc với đồng nghiệp hoặc sếp, cảm xúc chủ đạo của bạn là cái gì? Bạn có thực sự tin tưởng họ không? Bạn có thực sự tôn trọng họ không? Bạn có thực sự muốn được cộng tác với họ hay không? Đấy, hãy quan sát cái điều đấy, quan sát trực tiếp ở trong cái sự tiếp xúc với mọi người. Chứ đừng có về nhà mới nghĩ rằng là mình sẽ phải tôn trọng đồng nghiệp hơn, mình sẽ phải nói năng nhẹ nhàng hơn, mình phải lắng nghe nhiều hơn. Cái đấy nó sẽ là một cái khác. Cái khác là một cái định hướng khác. Nhưng mà cái việc xác định cái mức cảm xúc trung bình nó phải thông qua cái sự tiếp xúc trực tiếp như vậy. Và đừng có ngạc nhiên, đừng có tự ti, đừng có xấu hổ khi mà phát hiện ra rằng là những cái cảm xúc thực sự của mình đối với những người xung quanh ý, nó thấp và nó tồi tệ hơn là mình tưởng. Đấy, đừng sợ. Cái bước thứ ba nó khó hơn để quan sát, để xác định cái mức cảm xúc trung bình. Đấy là việc bạn hãy quan sát cái việc những cái cảm xúc tự đến và rồi nó tự đi ở bên trong mình. Rất nhiều cảm xúc tự đến, tự đi, nó không rõ ràng. Đấy, nó chả có lý do gì cả. Ví dụ như là bạn tự nhiên thấy nổi lên một cái nỗi sợ vô cớ, tự nhiên nổi lên một cái sự tức giận vô cớ, và rồi ngay lập tức cái nỗi sợ và cái sự tức giận này nó được cái tâm trí của bạn nó đưa đến những cái hình ảnh như kiểu tức giận với con này, rồi tự nhiên nhớ lại những cái chuyện hầm bà lằng bao nhiêu năm trời giữa bố mẹ với mình này, giữa một cái đồng nghiệp cũ mà lâu lắm mình chả liên hệ gì nhưng mình vẫn còn cái sự tức giận đấy này. Đấy,
những cái cảm xúc nó tự đến và tự đi ở trong mình nó rất là nhiều. Và bạn sẽ cần phải tự quan sát nó. Nếu như mà bạn có một chút thời gian với mình hàng ngày thôi, đừng phán xét rằng là tại sao tôi lại vẫn còn nhớ những cái việc cũ, tại sao những cái này tôi không thể nào bỏ qua được, tôi không tha thứ được cho họ, tôi thật là tồi tệ. Không nên tự phán xét mình ngay khi vậy. Hãy cố gắng để ghi nhận điều đó đã. Hãy biết rằng nó đang ở trong mình và nó đang phản ánh một điều gì đấy, và nó để cho mình một cái cơ hội để nhận ra được nó. Đấy. Sau khi bạn đã làm ba cái công việc này một cách chăm chỉ, cái này thực sự là phải rất chăm chỉ đấy, rất là chuyên cần, thực sự tập trung vào nó, thì bạn hãy tự tổng kết. Cái này bạn tự làm việc với mình không? Hãy tự tổng kết lại tất cả những cái mà bạn nhận thấy một cách thật sự chân thật nhé. Không thêm cái suy nghĩ gì vào rằng là sao mình tồi tệ thế, và mình cứ tưởng thế nọ, tưởng thế kia, hóa ra mình lại thế. Không thêm bất cứ suy nghĩ gì nào vào cả. Và hãy thật sự chân thành tổng kết lại xem cái mức cảm xúc trung bình của mình ở đâu. Điều này rất quan trọng. Bởi vì khi mà chỉ khi bạn có thể xác định được cái mức cảm xúc trung bình của mình thì bạn mới bắt đầu được cái hành trình quan sát cái sự chuyển hóa của nó. Bởi vì các cảm xúc nó không rời rạc đâu. Tất cả nó đều thống nhất với nhau trong cùng một cái thể. Đấy. Và cái điểm trung bình đấy nó là cái điểm mà chúng ta sẽ tác động vào nó để bắt đầu nó cần phải vượt lên khỏi cái điểm đấy. Bởi vì khi mà cái điểm trung bình đấy nó bắt đầu vượt lên thì tất cả những cái cảm xúc ở phía dưới nó mới bắt đầu đi lên được. Và những cái cảm xúc ở phía trên nó bắt đầu hiện ra nhiều hơn. Thì cái cảm xúc phía trên khi nó hiện ra nhiều hơn thì nó tạo thành một cái lực hút ý. Nó sẽ hút các cái cảm xúc ở dưới lên theo. Đấy. Bạn hãy nhớ đầu tiên nó là phải chân thành, phải chăm chỉ, phải thật sự nỗ lực để xác định được cái cảm xúc trung bình đã. Tiếp theo, thế nào được đánh giá là một sự chuyển hóa cảm xúc? Đấy. Sự chuyển hóa thật sự chỉ diễn ra khi mà bạn nhận thấy được cái mức cảm xúc trung bình của mình nó đã chuyển lên cái tần số cao hơn trong cái biểu đồ tâm thức. Đấy. Đó là sự chuyển hóa thật sự. Chứ còn ví dụ nhé, bạn đang tham gia rất nhiều những cái khóa chuyển hóa. Có thể đi một vài ngày tham dự, thậm chí cả nửa tháng, một tháng. Và thực sự bạn cảm thấy là trong cái lúc bạn tham gia đấy nó có những cái chuyển biến thật. Bạn có cảm nhận được về những cái cảm xúc cao hơn. Ví dụ như là tình yêu, ví dụ như là lòng biết ơn. Đấy. Và bạn cho rằng đó là sự chuyển hóa. Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà khi bạn về đến nhà, bạn quay trở lại cái môi trường cũ của bạn, bạn đối diện với những cái con người cũ, những cái vấn đề cũ, thì từ từ những cái đấy nó mất dần đi. Và thế là bạn lại giống như một cái cơn nghiện ý, bạn lại bắt đầu đến với tất cả những cái khóa như vậy, để cho mà bạn lại có được cái cảm xúc cũ, có được cái nhận biết cũ. Nó cứ thành một cái vòng lặp như vậy và không thoát ra được. Nó chỉ là một cái cơn nghiện thôi, chứ nó cũng không phải là một cái sự chuyển hóa đâu. Thế cho nên cái sự chuyển hóa nó chỉ đo được bằng cái đó là bạn đã thấy cái mức cảm xúc trung bình của mình nó đã chuyển lên cái tần số cao hơn trong cái biểu đồ tâm thức của bạn. Đấy, đó là một sự, chắc chắn là một sự chuyển hóa. Còn lại tất cả những cái mà bạn đã thấy mình có thể thu nhặt được ở trong khóa nọ khóa kia rồi thời gian nọ thời gian kia, không phải, thật ra nó chỉ là có cái tính chất truyền cảm hứng mà thôi. Còn lại nếu như cái sự chuyển hóa nó phải là trong cái đời sống của mình, trong những cái tương chuyển hóa đấy, thì đó đấy, cái sự chuyển hóa này nó rất là hay. Và khi mà bạn đã nhìn thấy được nó rồi, bạn đã hiểu được cái tính chất khoa học của cái sự chuyển hóa này rồi, thì lúc đó bạn mới đánh giá được và bạn mới biết cái cách để làm thế nào với mình. Mình phải tự tác động vào cái gì trước tiên, sau đó là nó sẽ chuyển biến như thế nào. Thì những cái việc bạn thanh lọc, bạn thiền rồi, bạn tham gia các khóa nọ khóa kia, nó mới thực sự có ý nghĩa. Khi đó là bạn mới chủ động được với chính mình. Nó có một cái hay như thế này. Tức là nếu như bạn xác định cái mức cảm xúc trung bình của mình nó rất là thấp, vậy thì
đôi khi cái sự tức giận ở cái mức năng lượng cao hơn, nó không phải là một sự tồi tệ đâu ạ, nó không phải là một cái gì đó quá kinh khủng đâu, mà nó lại là sự đánh dấu của một cái sự tích cực của việc chuyển hóa cảm xúc đấy. Nó lại cơn giận, nó lại là sự đánh dấu tích cực của việc chuyển hóa cảm xúc. Nghe thì có vẻ hơi hơi khó, tại vì mình luôn luôn được dạy rằng là phải chuyển hóa cơn giận, làm sao để không được tức giận. Tức giận nó sẽ thế nọ, nó sẽ thế kia. Và chúng ta thường nghĩ rằng cơn giận nó là kẻ thù của mình, là cái thứ mà chúng ta phải đối diện với nó, phải tiêu diệt nó, phải ABC với nó, làm sao để nó phải biến mất đi. Nhưng mà không phải đâu ạ. Khi chúng ta hiểu một cách cặn kẽ thì chúng ta thấy rằng đôi khi cái cơn giận nó thực sự là đánh dấu một cái sự rất là tích cực trong cái việc chuyển hóa cảm xúc đấy. Ví dụ như thế này, chúng ta luôn thấy một cái mô thức này rất là quen thuộc nhưng mà chúng ta không áp dụng được vào cái cuộc sống của mình. Đấy là các cái bộ phim hành động và cung đấu ấy. Cái mô típ rất là cũ, tức là có những người bị đè nén kinh khủng đến mức mà họ kiểu sống một cuộc sống rất là hèn kém. Họ ai nói gì họ cũng sợ, ai quát to họ cũng sợ. Họ kiểu nói chung là dạng nô lệ, phục vụ hết cái nọ cái kia. Và rồi đến một lúc nào đấy, khi mà cái cuộc sống của họ nó tồi tệ quá, họ mất hết tất cả các thứ, từ gia đình, từ vợ con, rồi mất hết cả cái tự ti, mất hết cả những cái gì mà họ đã từng 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 hy sinh cho nó. Thế thì khi đó thì sao ạ? Họ bắt đầu vùng lên, họ bắt đầu tức giận, họ bắt đầu phản kháng. Đấy, những người đấy được gọi là anh hùng. Chúng ta có thấy cái mô thức này là cái mô thức cực kỳ quen thuộc không? Sự tức giận đó là sự phản kháng của sự tức giận, nhưng mà nó lại được gọi là anh hùng, bởi vì thực sự nó là một sự chuyển hóa từ cái sự tự ti, từ cái sự sợ hãi, chấp nhận cái sự đè nén lên việc phản kháng. Đấy, tức giận nó đâu có xấu, nó là anh hùng mà. Và nó có một cái giá trị nhất định trong cái chuỗi chuyển hóa của chúng ta. Chính vì vậy mà mới muốn nói với mọi người rằng là chúng ta muốn làm cái gì phải hết sức cẩn thận, phải quan sát một cách thật chi tiết, một cách thật cụ thể, thì chúng ta mới có được những cái định hướng đúng cho chính mình được. Chứ còn nếu không, chúng ta chỉ nhìn vào một cái sự việc cụ thể, nhìn vào một cái thời điểm nào đấy, và chúng ta cho rằng là ôi đó là vấn đề của mình, tại sao mình lại đợt này mình hay tức giận thế nhỉ, và mình đang có cái gì đấy sai sai chăng, thế thì chúng ta sẽ lạc hướng ngay lập tức, chúng ta sẽ lạc hướng. Chẳng hạn như sau một thời gian trước đây thì bạn rất là sợ hãi, rất là xấu hổ, tự ti. Thế sau một thời gian thanh lọc, sau một thời gian học thiền và thực hành, tự nhiên bạn thấy mình có nhiều những cái cơn nóng giận vô cớ. Và mình lại, ngày xưa thì chồng mình nói gì thì mình cứ cố thôi nhịn nhịn đi để cho nó yên. Ai cũng khen mình là người hiền lành, nết na, rồi chịu thương chịu khó. Bây giờ mình sau khi mình tu tập một thời gian thì tự nhiên chồng mình nói gì là mình nổi điên lên luôn, mình phải quạc lại luôn. Rồi đi ra ngoài đường thấy cái gì mình cũng khó chịu. Và mọi người bảo là chả hiểu nó chuyển hóa cái kiểu gì, chả hiểu nó thiền cái kiểu gì, sao tự nhiên nó lại trở nên dở hơi như thế. Nhưng nếu như bạn là người không hiểu biết thì bạn sẽ cảm thấy sao ạ? Bạn sẽ cảm thấy là thôi chết rồi, đúng thực sự là chẳng hiểu sao mình lại trở nên tồi tệ như vậy. Trước đây mình rất là hiền lành, mình rất là nhẫn nhịn, mà bây giờ mình cứ bị những cái sự vô cớ đấy nó làm cho mình trở nên tồi tệ. Nếu như bạn không hiểu, bạn sẽ như vậy. Và nếu như bạn nghĩ về mình như vậy thì sẽ sao ạ? Thì bạn lại ra sức nén lại tất cả những cái điều đấy, nén lại tất cả những cái cơn tức giận đấy, nén lại. Và rồi nó lại sao ạ? Nó lại chuyển xuống cái mức độ tự ti, xấu hổ. Và rồi nó lại quay lại như cũ, chả có một cái gì đấy thay đổi cả. Cuộc sống vẫn thế, chỉ là những người xung quanh thấy thoải mái hơn với bạn thôi, bởi vì bạn không thể hiện nó ra thôi. Chứ còn thực sự là bạn tích tụ tất cả những cái điều đấy ở trong người. Thế nhưng nếu như bạn hiểu chính xác rằng đó là một sự chuyển hóa, thì thái độ của bạn thế nào? Thái độ của bạn sẽ là tôi biết cái cơn giận này, tôi biết rằng tôi đang cư xử một cách làm khiến cho mọi người xung quanh cảm giác phiền, nhưng mà không sao cả, nó là cái hành trình của chính tôi. Và đến khi nào tôi vượt qua được cái điểm này, tôi vượt qua được cái cơn tức giận để mà đến được cái tình yêu thương vô điều kiện, thế thì khi đó tôi sẽ rất khác,
và tôi chấp nhận cái hành trình của mình, tôi chấp nhận chính con người mình, à, tôi vẫn đang tiến bộ và tôi đang đi theo cái dòng chảy của chính mình, thế thôi. Còn mọi người hãy cho thêm tôi thêm cái thời gian, hãy cho tôi thêm một chút sự cảm thông để mà tôi thực sự có thể vượt lên được. Đấy, nếu như bạn hiểu biết, bạn hãy tự làm việc với chính mình như vậy, và chỉ khi đó nhé, thì cái sự chuyển hóa nó mới thực sự diễn ra và nó bắt đầu mới chuyển lên được những cái bước tiếp theo. Cho nên là khi mà chúng ta chuyển hóa, chúng ta đừng ngạc nhiên, khi mà chúng ta đã hiểu biết thì chúng ta đừng ngạc nhiên rằng mình bắt đầu xuất hiện những cái cảm xúc nó nhiều người đánh giá là tiêu cực, như là sau khi tức giận rồi chúng ta lại chuyển lên ngạo mạn, chúng ta lại chuyển lên kiểu không nghe lời ai cả, ai nói gì cũng mặc kệ, bỏ ngoài tai hết, tóm lại là rất là cứng đầu, rất là ghê gớm. Không sao cả, nó vẫn là một cái bước sự chuyển hóa và nó sẽ tiếp tục cao hơn nữa. Nó chỉ là một cái bước thôi, nó chỉ là cái hành trình trên cái hành trình của chúng ta mà thôi. Chúng ta buộc phải hiểu nó, buộc phải chấp nhận nó. Rồi, tiếp theo là một cái cách, những cái cách cụ thể để mà mọi người có thể bắt đầu chuyển hóa được cảm xúc. Cái chuyển hóa cảm xúc đầu tiên đó là hãy giải phóng những cái cảm xúc tồn đọng của mình đi. Cái này phải nói đến đầu tiên bởi vì do chúng ta có những cái thói quen rất là kinh khủng, đó là chúng ta đè nén, tự đè nén các cái cảm xúc của mình, đè nén kinh khủng tới cái mức độ mà khiến cho cảm xúc nó bị mắc kẹt ở một cái vùng cảm xúc trung bình. Chính xác là chúng ta bị mắc kẹt cảm xúc đấy, do rất nhiều những cái thói quen đè nén. Chính vì vậy mà bây giờ để bắt đầu thì chúng ta phải làm ngược lại, đó là phải giải phóng nó đi. Và giải phóng cảm xúc thì nó đơn giản lắm, nó chỉ là cái việc mà bạn cho phép mình được thể hiện đúng những cái cảm xúc của mình thôi. Đây nhá, cái quan trọng đó là cho phép mình thể hiện những cái cảm xúc của mình. Trước đây là mình không cho phép mình thể hiện ra, mình buộc phải nhét nó vào bên trong, mình phải đè nó vào bên trong. Và cái lực để mà mình có thể nén được nó vào bên trong ấy, nó mạnh hơn chính cái cảm xúc đấy rất nhiều. Và chính vì vậy mà cái cảm xúc đấy nó bị càng bị chôn chặt, nó càng bị nén thật sâu vào bên trong mình. Và mình càng ngày càng mắc kẹt nó nhiều hơn. Vậy thì cái keyword ở đây để mà mọi người có thể nắm được cái bước đầu tiên để mình chuyển hóa, đó là hãy cho phép mình thể hiện những cảm xúc của mình một cách chân thật nhất, một cách đơn giản nhất. Đấy. Cái điều này nói thì dễ, với một số người nó rất là khó để mà việc mình có thể thể hiện được cảm xúc. Đeo những cái mặt nạ quá lâu rồi, nó cho rằng là, tức là mình cố gắng nỗ lực, mình tưởng rằng như thế là nó là bình an, như thế là đem lại hạnh phúc cho người khác, rồi như thế là tốt đẹp cho xã hội, vân vân. Nhưng mà không phải, khi mà cái lực mà nén ở trong mình quá lớn, mình trở thành một cái căn bệnh, một cái tế bào xấu của xã hội đấy, chứ chả có gì là tốt đẹp cả. Bản thân mình không khỏe mạnh, bản thân mình không hạnh phúc thì làm gì có ai, làm gì có cái xã hội nào nó được hạnh phúc. Đó là một suy nghĩ sai lầm. Cho nên cái điều đầu tiên đó là hãy cho phép mình thể hiện những cái cảm xúc của mình. Và cái việc mình thể hiện những cái cảm xúc của mình nó sẽ trong những cái trường hợp nào đấy. Hãy giải phóng cảm xúc trong cái sự tương tác của các mối quan hệ. Cái, đây là cái trường hợp giải phóng cảm xúc ít được mong muốn nhất nhưng mà lại thường xuyên xảy ra nhất. Đấy. Như ở trên đã nói với mọi người rồi, tức là trong các cái sự tương tác của các mối quan hệ, chúng ta sẽ nhận rõ ràng được nhất cái cảm xúc của mình. Cho nên là cái việc chuyển hóa đầu tiên đó là hãy cho phép mình giải phóng cái cảm xúc ngay trong các cái sự tương tác đấy. Đây là cái trường hợp ít được mong muốn nhất nhưng mà lại thường xuyên xảy ra nhất. Ví dụ như là trước đây khi mà cãi nhau với chồng chẳng hạn, chồng nói đến câu thứ ba thì thôi mình im đi cho nó xong, và mình nén lại cái sự tức giận ở trong lòng, mình thầm chửi chồng một ngày đấy. Thế nhưng mà bây giờ hãy, khi mà mình nhận biết được rằng đó chẳng qua là cái cơn tức giận nó không biến mất, chẳng qua là nó chuyển vào bên trong mình mà thôi, thế thì hãy cho phép nó được giải phóng ngay trong cái sự tương tác đấy. Và đừng sợ hãi, đừng sợ hãi. Ví dụ trước đây ba câu là chồng mình bắt đầu cáu lên, mình bắt đầu trốn đi và thầm chửi rủa, thì bây giờ mình sẵn sàng có thể nói lại một câu:
một câu duy nhất bắt đầu, ví dụ như anh sai rồi. Đấy, một câu đơn giản như thế thôi, nhưng mà nó cũng là một cái sự nỗ lực chuyển hóa của chính mình. Đừng sợ hãi. Tất nhiên những cái này nó sẽ gây ra rất nhiều những cái tình trạng căng thẳng khủng khiếp, mà đôi khi sau đấy mình lại cảm thấy hối hận. Và cái sự hối hận đấy nó lại là một cái sai lầm nữa. Chứ là chúng ta cứ liên tục sai lầm, nó mới dẫn đến cái tình trạng bị mắc kẹt như vậy. Khi cái cảm xúc đó đã giải phóng ra rồi, bạn hãy nhận biết cái sự giải phóng nó. Tôi đã nhịn anh 30 năm rồi, bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết rằng là tôi thực sự cảm thấy thế về anh đấy. Hãy dũng cảm nói nó ra. Và sau đó dù có tan hoang, dù có thế nào đi nữa, chúng ta hãy tự làm việc với mình và nói rằng là chúng ta đang trong cái hành trình giải phóng cảm xúc. Chúng ta đang cho phép mình thể hiện những cái cảm xúc của mình một cách chân thật. Nó không phải là, chúng ta không phải là đang làm một cái việc gì đấy tồi tệ và xấu xí cả. Đấy. Chúng ta phải hết sức hiểu về cái việc này. Chứ nếu không mà khi chúng ta giải phóng cái cảm xúc ra rồi, chúng ta lại ở trong cái trạng thái hối hận, chúng ta lại ở trong cái trạng thái tự trách. Vậy thì cái rung động của cái sự tự trách, của cái sự hối hận đấy, nó còn thấp hơn cái sự tức giận nữa. Và rồi nó lại nén xuống, để rồi đến một lúc nào đấy nó lại bùng ra cái sự tức giận đấy. Chỉ có khi chúng ta hiểu biết được rằng đây nó chỉ là một cái quá trình giải phóng thôi, và khi nó kết thúc, chúng ta cũng kết thúc đồng thời tất cả những cái gì tồi tệ trong người chúng ta đã được đi ra ngoài. Chúng ta hài lòng với cái việc đấy, tự yêu thương chính mình, tự biết rằng mình đang làm đúng. Thế thì chúng ta sẽ có được những cái cơn giận tích cực. Chứ còn trước đây chúng ta vẫn nghĩ rằng những cơn giận đó là tiêu cực. Nhưng mà thực sự chúng ta sẽ có những cơn giận tích cực. Những cơn giận tiêu cực và tích cực nó khác nhau ở chỗ này. Sau những cơn giận tiêu cực, bạn thường mệt mỏi hơn. Bạn thường rơi vào trạng thái u sầu, tự trách, dằn vặt, đau khổ rất nhiều. 2-3 ngày sau vẫn ở trong cái trạng thái đấy. Nó là cơn giận tiêu cực. Nhưng cái cơn giận tích cực thì sao? Cơn giận tích cực là khi mà nó đã giải phóng ra khỏi bạn rồi. Có thể chỉ mất một khoảng thời gian, đầu tiên là nửa ngày, sau đấy nó sẽ dần dần ngắn lại hơn. Bạn sẽ cảm nhận được cái sự nhẹ bẫng đi ở trong mình. Cái thứ dồn nén ở trong mình bao nhiêu năm rồi, tự nhiên nó thoát ra qua một cái cơn giận dữ đấy. Đấy. Bạn hãy tự quan sát chính mình và so sánh hai cái điều này, cơn giận tích cực và cơn giận tiêu cực. Có một cái thứ hai, nó sẽ tốt hơn để mà mình chủ động giải phóng cảm xúc. Đó là bạn hãy giải phóng qua cái bài tập soi gương và kết nối tim. Cái bài tập soi gương nó là cái sự bắt đầu của cái bài tập kết nối tim. Và chỉ có ai đã thực hành bài soi gương thì mới được chỉ dẫn thêm bài kết nối tim thôi. Tại vì bài kết nối tim nó là cái thiết kế riêng cho mỗi người. Mỗi người có cái cảm xúc gì đó mắc kẹt được nhận biết bởi bài soi gương thì nó mới có tác dụng khi mà chúng ta tác động trực tiếp vào đấy qua cái bài kết nối tim. Đấy. Hoặc là tất cả các cái khóa chữa lành, thực hành chữa lành hiện nay, phần lớn các cái bài tập thực hành, tôi không dám nói tất cả, nhưng mà phần lớn các cái bài tập chữa lành hiện nay là tập trung vào cái việc giải phóng cảm xúc. Bởi vì ai cũng nhận thấy được rằng là nếu như chúng ta không giải phóng được cảm xúc thì chẳng có cái gì nó vào chúng ta được nữa cả. Chúng ta hoàn toàn trở nên trơ trước tất cả mọi thứ. Đấy, điều quan trọng nhất vẫn phải là thực hành giải phóng cảm xúc. Cho nên những cái bài chữa lành phần lớn nó đều là tập trung vào cái điều này hết. Và mọi người có thể tùy cái nhu cầu, khi mà mình đã nhận biết được cái cảm xúc của mình là gì rồi, thì tùy cái nhu cầu của mình có thể tham gia các cái thực hành chữa lành khác để mà nó giải phóng được những cái cảm xúc này. Cái đó nó là tùy mọi người thôi. Đấy, cái nữa mọi người cần phải lưu ý ở đây đó là cái quá trình này nó rất là kinh khủng. Đôi khi mà mình cảm thấy nó quá khủng khiếp luôn ý, cái cuộc sống của mình tự nhiên nó lộn tung phèo lên. Cái cảm xúc nó khủng khiếp mà trước đây mình không biết, thì bây giờ mình phải sống trong nó, mình phải đối diện với nó. Đấy. Thế nhưng mà khi mà bạn nhận biết được rằng đây là một quá trình bắt buộc để mà bạn chuyển hóa được cảm xúc của mình, thì bạn hãy cho mình thời gian, hãy cho mình cái sự thật sự kiên trì, và đừng phán xét chính mình. Cái sự tự phán xét nó sẽ khiến cho bạn không vượt qua được cái giai đoạn này đâu. Hãy quan sát nó, hãy nhận biết nó và
bao dung với chính nó. Bạn sẽ từ từ đi qua được những cái điều này. Đây. Khi mà bạn học được cái cách giải phóng cảm xúc rồi, bạn chân thật với chính mình hơn rồi, bạn nhìn nhận được nhiều thứ hơn rồi, vậy thì bây giờ bạn sẽ có thể chuyển hóa cảm xúc bằng cách nhận biết. Cái cách này nó tốt hơn bởi vì nó chỉ diễn ra trong chính bạn. Nhưng nếu như không có những bước kia, không có sự bổ trợ và không có sự bắt đầu của những cái bước kia, thì hầu như bạn không thể tiến đến cái bước này được. Bởi vì là một cái căn phòng đầy các thứ, chứa đầy các thứ mà tối mù, bụi bặm, làm sao bạn có thể nhìn vào nó để biết nó là cái gì được? Chỉ khi mà bạn đã vứt bớt nó ra rồi, bạn đã dọn dẹp sơ qua rồi, bạn phải thực sự bỏ đi rất nhiều thứ rồi, thì bạn lúc đấy bạn mới bắt đầu có thể nhận biết được nó. Cho nên cái việc nhận biết này nó sẽ làm cái bước thứ hai và nó sẽ êm đềm hơn rất nhiều. Nhưng mà cũng chính vì thế mà nó khó hơn và nó yêu cầu bạn phải có một cái sự thực hành nó sâu sắc hơn với cái việc quan sát của chính mình thì bạn mới có thể thực hành được. Đấy, cái này thì rất đơn giản thôi. Khi mà có cảm xúc đến ý, giống như bài hôm qua đã giới thiệu, đó là bạn bắt đầu phát hiện ra những gì lặp lại trong chính mình ý, thì bạn hãy đặt câu hỏi, tự đặt câu hỏi, đó là những cái cảm xúc này nó đến từ đâu? Những cái cảm xúc này có thật không hay là chỉ do mình tưởng tượng ra thôi? Đấy. Không quan trọng rằng cái câu trả lời nó sẽ đến với bạn ngay lúc đó, mà hãy cho phép mình tự đặt những câu hỏi này, cho phép mình tìm hiểu nó. Và từ từ trong cái quá trình tìm hiểu thì cái câu trả lời nó sẽ tự đến với bạn. Đấy. Nhiều khi bạn đặt câu hỏi chán chê rồi, lúc nào bạn cũng suy nghĩ đến câu hỏi rồi nhưng vẫn chưa thấy câu trả lời. Chẳng sao cả, không sao cả. Đâu có phải đó là một cái việc mà ngày 1, ngày 2 đâu. Vì tất cả những cái tồn đọng trong bạn, nó cũng không phải là ngày 1, ngày 2, nó không phải là 30 năm, không phải là 40 năm, mà nó tồn tại có quá nhiều kiếp sống rồi. Nó là cái sự tích lũy khủng khiếp mà bạn nó là cả một ngọn núi rồi. Cho nên là không thể ngay một lúc mà bạn có thể làm được cái việc đó đâu. Nhưng cái bước đầu tiên, cái bước đầu tiên để mà mình nhìn nhận được nó vẫn là việc mình hãy có một cái thói quen tìm hiểu nó. Thực sự là cái việc nhận biết cảm xúc, chuyển hóa cảm xúc bằng cách nhận biết này, đó là mình hãy có thói quen tìm hiểu cái cảm xúc của mình. Nghĩa tạo cho mình cái thói quen đấy trước đã, bằng cách là nhận ra nó và đặt câu hỏi về nó. Nó đến từ đâu? Nó có thật hay không? Hay là chỉ do mình tưởng tượng ra thôi? Đấy, đây là cái thói quen để mình bắt đầu tìm hiểu nó nhé. Và chỉ đến khi nào bạn bạn có được cái thói quen này thì mọi thứ bắt đầu nó mới sáng tỏ. Đây, ví dụ rất là cụ thể. Ví dụ như là mình cảm thấy tự ái khi mà bị sếp mắng. Sếp mắng mình rất tự ái. Đấy, mình cảm thấy bị xúc phạm, mình cảm thấy sếp không hiểu mình đã nỗ lực đến như thế rồi mà tại sao sếp vẫn không thông cảm, sếp không thấy được cái sự đóng góp của mình, rất là tự ái luôn. Thế nhưng mà sao ạ? Thế nhưng mà khi mà suy nghĩ rộng hơn thì mình mới phát hiện ra là thực ra thì đó là cách nói chuyện của sếp thôi. Với ai mà sếp cũng nói như thế hết, bất kỳ ai, sếp cũng đánh giá rằng là chúng mày không đủ năng lực, chúng mày không nỗ lực, chúng mày chả làm được cái việc gì cả. Ai mà sếp chả nói như thế, mặc dù kể cả những người nỗ lực hơn mình rất nhiều, sếp cũng vẫn nói như thế. Vậy thì cái việc mình tự ái với sếp nó có gì đó không ổn, đó là cái cách nói chuyện với người ta, và đấy là cách nhìn nhận chung của người ta về cái thế giới này rồi. Nhưng mà khi nghe thấy thế thì mình lại ngay lập tức tự ái, mình cảm thấy giống như kiểu sếp nhằm vào mình để mà nói những cái điều tồi tệ như thế. Khi đó hãy tự đặt câu hỏi là cảm xúc đấy, cái sự tự ái đấy nó đến từ đâu, nó có thật sự thế hay không, hay nó chỉ là một cái thói quen của sếp thôi. Từ những cái trong những cái tiếp xúc hàng ngày, ví dụ như với chồng chẳng hạn, mình luôn luôn cảm thấy là chồng không hiểu mình, chồng không chia sẻ với mình muốn được tâm sự với chồng nhưng chồng không lắng nghe mình, vân vân, luôn luôn có cái sự tranh như thế. Nhưng mà mình có biết rằng là mình toàn nói những cái chuyện vào những cái lúc anh ấy tập trung vào những cái việc khác hay không?
chẳng hạn như là anh ấy đang xem phim chẳng hạn, thì tự nhiên mình lại ra nói chuyện với con, và thế anh ấy ậm ừ hai ba câu. Vì thực ra không phải là họ không không quan tâm đến câu chuyện của mình, mà là họ đang tập trung vào việc khác. Cái thời điểm này nó không phù hợp để mà nói những câu chuyện như vậy. Và khi mà mình cứ nói những cái điều không phù hợp vào những cái lúc không phù hợp, thì cái phản ứng của người ta đương nhiên là người ta sẽ không thể nghe được thôi. Và người ta sẽ ậm ờ. Nếu như người ta tôn trọng mình thì người ta sẽ ậm ờ ừ. Còn nếu như người ta không tôn trọng, người ta sẽ nói ra là thôi em nói ít thôi. Và khi đó mình cảm thấy sao? Mình cảm thấy mình bị xúc phạm. Chồng không hiểu mình, chồng không chia sẻ với mình, chồng quá đáng, và mình thấy cô đơn, rồi lạc lõng, rồi vân vân ABC. Và mình không thể hiểu được rằng là tất cả những cái cảm xúc đấy chẳng qua là nó do mình tưởng tượng ra mà thôi. Chứ còn thực chất là anh ấy đang bận cái việc khác rồi, anh ấy chả để tâm đến những cái chuyện đấy đâu đấy. Khi mà mình có thể thực sự hiểu được cái điều đấy, thực sự hiểu được cái điều đấy, thì nó là một cái bước chuyển biến rất là lớn, rất rất là lớn trong cái mối quan hệ của mình với mọi người luôn. Và khi mà bạn đã bắt đầu thành lập được cái thói quen quan sát những cái cảm xúc của mình, tìm hiểu, cố gắng nỗ lực để tìm hiểu cái cảm xúc của mình, thì đến một lúc nào đó một cái trạng thái này nó sẽ xảy ra. Và ngay khi cái lần đầu tiên nó xảy ra thì bạn sẽ cảm nhận được cái sự tuyệt diệu của nó. Đó là khi mà bạn có thể nhận biết được những cái cảm xúc đấy là mình tưởng tượng ra, thì nó sẽ tự tan biến. Ngay khi mình nghĩ rằng là thực ra mình tự tưởng tượng ra là chồng mình không thông cảm với mình thôi, chứ còn anh ý thì không phải như thế. Đấy là mình tự tưởng tượng ra điều đấy. Thì khi đó cái sự tự ti của bạn, cái nỗi tức giận của bạn, sự cô đơn của bạn, nó sẽ tự tan biến. Hãy thử trải nghiệm mà xem. Cái này bạn phải trải nghiệm, bạn phải thực sự trải nghiệm thì bạn mới biết được điều này có đúng hay không. Còn tôi thì đã trải nghiệm được điều này rồi. Tôi thấy nó rất là tuyệt vời. Ví dụ như trước đây chẳng hạn, tôi với chồng tôi nói chuyện với nhau, tôi nói rất nhiều. Tôi bảo rằng là tôi thấy anh ấy thế này, tôi thấy anh ấy thế kia, và anh ấy phải thay đổi thì mới tốt, mà phải thế nọ thế kia, nói chung là rất nhiều. Anh ấy xong cuối cùng anh ấy kết luận một câu rằng là đấy chỉ là bạn nghĩ thế thôi. Và lúc đấy tôi cảm thấy rất là hoang mang, mà mọi thứ rất là logic như thế. Mình đã nhìn quan sát chồng, mình đã sống với chồng tới 10 năm, tại sao đấy lại chỉ là cái việc mình nghĩ như thế? Nhưng mà đến khi tôi quan sát rất là sâu vào chính mình nhá, chứ không phải là quan sát chồng đâu, quan sát chính mình, tôi phát hiện ra là thực sự tất cả những cái điều về anh ấy hoàn toàn là do tôi tự nghĩ ra hết. Và anh ấy nói một cái điều thật như thế, thực lòng là anh ấy biết rằng là đấy chỉ là tôi tự nghĩ ra thôi, thì tôi lại có cái cảm giác rằng là anh ấy không hiểu mình, anh ấy không thông cảm các nọ, hết cái nọ đến cái kia. Thế nhưng mà khi mà tôi chấp nhận được cái câu của anh ấy rằng là đấy chỉ là tôi nghĩ thế thôi, thì mối quan hệ của chúng tôi thực sự thay đổi, rất thay đổi. Đấy. Và chúng tôi trở nên tôn trọng nhau. Những cái câu chuyện nói chuyện với nhau, nó không phải là để thỏa mãn cái cảm xúc nữa, mà nó thực sự là những cái sự trao đổi rất là tôn trọng. Cuộc sống gia đình thay đổi kinh khủng. Cho nên là các bạn hãy nỗ lực ở cái điểm này. Nó sẽ cải thiện rất nhanh những cái mối quan hệ của bạn. Đây, cái thứ ba thì nó cao hơn, không phải vì nó cao siêu, mà vì là bạn phải qua được hai cái bước kia thì nó mới đến cái bước này. Và khi mà bạn đã qua hai bước kia thì cái bước này nó sẽ tự đến. Tất cả mọi thứ đều là tự nhiên. Chỉ cần bạn bắt đầu một cái bước chân đầu tiên và bạn giữ cho mình cái sự nỗ lực từ những cái bước chân đầu tiên, thì tất cả những cái tiếp theo nó sẽ tự đến. Và cái bước tiếp theo của nó sẽ là bạn sẽ bắt đầu chuyển hóa cái cảm xúc bằng việc nỗ lực để vượt lên trên các cái cảm xúc thông thường của mình. Đây. Bạn sẽ, khi mà bạn nhận biết sâu hơn được rồi, bạn sẽ thấy rằng là phần lớn mọi người đều biểu lộ cảm xúc bằng cái việc đối kháng trong các tình huống. Sự đối kháng nhé, cả tích cực lẫn tiêu cực. Đấy. Ví dụ như này, một cái hình ảnh rất là đẹp. Một cô gái, cô ấy tiếp xúc với bông hoa, cô ấy nhìn màu sắc của nó, cô ngửi hương thơm của nó, và trong mặt cô ấy rất hạnh phúc. Đây là một cái tình huống rất tích cực.
nhưng bản chất của nó vẫn là sự đối kháng. Cô gái ấy vẫn cần có cái bông hoa ấy để được hạnh phúc. Đấy, đây là cái bản chất rất là sâu nhé. Mọi cái thể hiện cảm xúc của chúng ta đều là sự đối kháng, cho dù là tích cực hay là tiêu cực, vẫn cần phải có một cái gì đấy ở bên ngoài để chúng ta cảm nhận được cái điều đấy. Và chính vì vậy mà nó dẫn đến rất nhiều những cái hiểu lầm. Nhưng mà không sao ạ, nó cũng chỉ là một bước mà thôi. Đấy. Rất nhiều những bạn sẽ thấy rất nhiều những cái ví dụ để mà bạn biết được rằng chúng ta chủ yếu biểu lộ cảm xúc bằng cái việc đối kháng. Trong tất cả tình huống tiêu cực hoặc tích cực đều là như thế. Cái việc chủ động trong việc biểu lộ cảm xúc là cái việc bạn sẽ ngừng đối kháng và vượt lên trên cái sự đối kháng này. Nó có một ý nghĩa rất là lớn, bởi vì cái thực sự mà chúng ta gọi là bình an, chúng ta gọi là yêu vô điều kiện, nó vượt lên trên tất cả những cái sự đối kháng. Ở đây có một cái sự hiểu lầm, khi mà chúng ta đã sống trong cái cảm xúc thấp và rất là lâu ấy, và chúng ta luôn luôn biểu lộ cảm xúc bằng việc đối kháng, thì ở đây nó có một cái sự nhầm lẫn. Tức là chúng ta nghĩ rằng cái bình an nó là đối kháng của cái việc lộn xộn, rồi hạnh phúc nó là đối kháng của cái sự đau khổ. Tức là không có đau khổ thì chúng ta mới được hạnh phúc. Đấy. Hoặc là cái sự tự ti thì nó là đối kháng của cái sự tự tin. Tức là nếu như mà chúng ta muốn tự tin thì chúng ta không được tự ti nữa. Đấy. Ở những cái cảm xúc thấp nó sẽ là như thế. Nhưng mà với cái, những cái cảm xúc nó vượt cao hơn ở cái mức trung bình ý, như là bình an, như là yêu vô điều kiện ý, thì nó không phải là sự đối kháng nữa. Không có cái gì đối kháng với sự bình an cả. Mà sự bình an đó là sự tổng hợp của tất cả các cái cảm xúc thấp. Trong cái sự bình an đấy, nó bao gồm tất cả sự tự ti, cả sự tức giận, cả kiêu ngạo, tất cả những cái thì cái sự bình an nó là một cái điểm cân bằng giữa các cái cảm xúc đối lập. Cái cảm xúc đối lập đó là bên trong và bên ngoài mình. Đấy. Thì khi mà mình cảm thấy cân bằng được bên trong và bên ngoài, mình cảm thấy được cái sự bình an. Khi mà mình cân bằng được giữa cái đời sống tinh thần và đời sống vật chất thì mình cảm thấy bình an. Và mình nghĩ rằng bình an nó là như thế, nhưng không phải. Nó chỉ ở cái mức đầu tiên thôi, ở cái mức độ cân bằng thôi. Và nó vẫn đánh dấu ở cái việc chúng ta đang hoạt động ở những cái mức cảm xúc thấp. Nhưng mà để thực sự mà vượt lên trên ở những cái mức cảm xúc cao ấy, là nó phải tổng hợp tất cả những cái cảm xúc đấy. Cái điều này bởi vì nó cần cái sự trải nghiệm nó khá là nhiều. Cho nên là các bạn cứ từ từ mà đi đến nó thôi. Không có gì phải vội cả. Cũng giống như đã nói lúc nãy, đó là ai cũng trên hành trình của chính mình. Và chỉ cần từ những cái bước chân đầu tiên, nó sẽ từ từ dẫn đến tất cả những cái điều này. Nhưng mà những cái điều này nó thực sự có giá trị, bởi vì chỉ có từ từ từng bước một đến trải nghiệm từng thứ một, trải nghiệm từng thứ một và cho phép mình lại tiếp tục tiến lên thì bạn mới bắt đầu hướng đến được cái sự tình yêu vô điều kiện, lòng biết ơn, và từ đó bạn mới tiếp tục được những cái cao hơn của mình, ví dụ như là những cái hiểu biết cao hơn, ví dụ như là sự giác ngộ. Đấy, hãy nỗ lực lên, chỉ cần chúng ta bắt đầu từ những bước chân đầu tiên mà thôi. Và chỉ có khi mà bạn đã thực sự vượt lên trên được ý, thì bạn mới có thể neo được cái cảm xúc của mình ở đấy. Đấy. Và đó lúc đó thì bạn mới trải nghiệm và thấu hiểu được cái tình yêu vô điều kiện và là con đường để bạn hợp nhất với tình yêu và ánh sáng của vũ trụ. Bài giảng nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Nó chỉ cơ bản như vậy thôi. Và thực sự nó vẫn là một thứ để truyền cảm hứng cho mọi người là chính. Bởi vì những cái bước thực hành của mọi người tùy theo mọi người, tùy theo những cái mà chúng ta đã tích tụ, nó sẽ còn phải một khoảng thời gian nữa để mọi người có thể nhận ra được những cái điều đấy.
Thế nhưng mà khi mà tôi nói tất cả những cái điều này, từ những cái bước cơ bản nhất cho đến những cái cao hơn rồi tiếp tục lên cao nữa, để cho mọi người hình dung ra được cái con đường mà mình sẽ đi, mình sẽ chuyển hóa cảm xúc như thế đấy. Từng bước một nó sẽ như vậy đấy. Và mình hãy vững vàng trên cái hành trình của mình. Biết ơn sự đồng hành của các bạn. Và tiếp theo thì chúng ta bây giờ là 9:15, chúng ta vẫn còn khoảng 15 phút nữa trước giờ yoga năng lượng của thầy Yogi Nam. Thế thì cho mình nói thêm khoảng một chút nữa và rồi chúng ta sẽ có những câu hỏi đáp nhé. Hiện nay là cái chương trình của mình mới có 2 buổi chia sẻ. Buổi thứ nhất đó là tổng quan về cái phương pháp quan sát. Bởi vì cái phương pháp này nó là mọi sự bắt đầu cho cái điểm chuyển hướng của các bạn. Khi mà chỉ khi các bạn nhận ra rằng mình đã sống trong cái quán tính quá lâu và bạn cần phải thay đổi. Cái sự thay đổi đó phải bắt đầu bằng việc nhìn nhận cái quán tính đấy và bắt đầu giảm dần cái sự tác động của quán tính thì nó mới có thể chuyển sang một hướng khác được. Đấy chính là cái ý nghĩa của cái buổi hôm qua. Còn cái buổi hôm nay đó là để cho các bạn học đi sâu vào cái quan sát. Và cái mục tiêu của chúng ta, cái mục tiêu thực sự của chúng ta đó là chúng ta phải quan sát làm sao để mà có thể chuyển hóa được cái cảm xúc của mình. Đấy. Thì mục tiêu của bài hôm nay là như vậy. Nó là cái ý nghĩa xuyên suốt. Và mình cũng có, thực ra thì hiện nay mình có 2 buổi chia sẻ như vậy. Nhưng mà mình cũng có cái mong muốn là sẽ có một cái chuyên đề tiếp theo cho mọi người. Đó là việc mà mình tiếp xúc nhiều hơn với cái trực giác và học cách phát triển cái trực giác thông qua việc quan sát. Đó là việc làm sao mà chúng ta nhận biết được rằng đâu là cái dấu hiệu chỉ cho chúng ta rằng chúng ta phải thay đổi như thế nào. Làm sao chỉ cho chúng ta biết được rằng là chúng ta đang đi đúng hướng. Làm sao để chúng ta biết được rằng là đã đến lúc chúng ta phải tiếp tục tiến lên. Đấy, thì chúng ta sẽ có những cái dấu hiệu thực sự chỉ dẫn cho chúng ta như thế, mà chỉ có cách là quan sát thì chúng ta mới nhận ra được nó thôi. Có cái câu chuyện để truyền cảm hứng như thế này, là có một người bị ngã xuống biển, có một anh bị ngã xuống biển và anh ấy cầu Chúa là xin Chúa hãy đến cứu con đi ạ. Chúa hãy đến, Chúa ơi, con là một người tin Chúa vô cùng và con biết rằng Chúa có cái quyền năng để cứu vớt được con. Xin Chúa hãy đến cứu con đi. Và sau khi anh ấy cầu xin như thế thì tự nhiên có một cái con thuyền đi đến. Con thuyền đấy muốn vớt anh ta lên nhưng anh ta trả lời rằng là không, tôi đang chờ Chúa của tôi đến cứu tôi. Anh hãy cứ đi đi. Đấy. Và anh ta lại tiếp tục chờ đợi, anh ta lại tiếp tục cầu nguyện. Đấy. Rồi có một con thuyền thứ hai đến và cái tình huống đó lại lặp lại. Anh ta lại từ chối. Rồi con thuyền thứ ba đến. Anh ta vẫn từ chối. Anh ta vẫn chờ Chúa của anh ta đến cứu giúp anh ta. Và rồi sao ạ? Và rồi anh ta chìm xuống biển. Và khi anh ta lên thiên đàng, thì anh ta hỏi Chúa là tại sao con sống một đời tin tưởng Chúa như vậy? Thế nhưng mà lúc con cần giúp đỡ nhất thì Chúa lại không xuất hiện. Và khi đó Chúa trả lời rằng là ta đã gửi cho con 3 con thuyền rồi mà tại sao con không lên một con thuyền nào cả? Đấy. Thế cho nên là cái câu chuyện truyền cảm hứng ở đây là làm sao để nhận biết được rằng đâu là những cái thông điệp thực sự gửi đến cho mình để mà bám vào đó, để mà mình tiếp tục cái hành trình của mình. Thì hy vọng là chắc là sang tháng tới mình sẽ đăng ký một cái chuyên đề như vậy để gửi đến cho mọi người. Bởi vì thực ra thì mọi người cũng đã có nhiều người bắt đầu vượt lên được cái giai đoạn đó là mình đã bắt đầu quan sát đến những dấu hiệu rồi. Cảm ơn cả nhà. Bây giờ chúng ta sẽ dành một ít phút để hỏi đáp. Mời bạn Hạnh. Bạn Hạnh có thể bật camera không? Bạn bật mic đi ạ. Xin lỗi là bạn chưa bật mic nên là không thể nghe được bạn nói gì. Alo, à đây rồi ạ. Được rồi ạ. À, có thấy rồi. Vâng, em không nhìn thấy cô ạ. Em cô cho em hỏi một chút là trong trường hợp vừa rồi cô có nói rằng là trong trường hợp mà em muốn hỏi là trong trường hợp mà ví dụ như là em sợ rằng là khi mà mình nói như thế thì con sẽ đánh, khi mà mình bức xúc với chồng mình nói như thế thì con sẽ nghe thấy, con nó sẽ bị ảnh hưởng
và người ta nói rằng như thế, kiểu dạng như là mình càng đổ thêm dầu vào lửa ấy ạ, thì sự việc nó lại càng càng lớn hơn. Đấy thì em lo nhất nhất là cái điều đấy, em lo điểm lo nhất là chỉ sợ ảnh hưởng đến con thôi. Vì cái sự lo sợ đấy mà bạn đã kìm nén mình 20 năm, 30 năm, 40 năm, nhưng mà thực ra nó vẫn ảnh hưởng đến con bạn đấy. Nó chỉ là theo một cách khác thôi. Cái cơn giận của bạn khi mà nó không bộc lộ ra ngoài và nó đi vào trong bạn thì nó vẫn ảnh hưởng đến con bạn đấy. Con bạn vẫn nhìn thấy những cái sự giả tạo trong cái mối quan hệ của bố mẹ đấy. Nó vẫn cảm nhận được điều đấy. Nó vẫn biết rằng là giữa bố mẹ có một cái gì đấy. Chẳng qua là ngoài mặt thì bố mẹ khác nhau thôi, nhưng mà ở bên trong sâu thẳm hai người đó vẫn không hòa thuận với nhau. Em cũng nghĩ là chính xác. Đấy, và nó cũng không vui đâu, nó cũng không hạnh phúc đâu. Mà nó chỉ biết đó chỉ là một cái bề mặt bên ngoài thôi. Vậy thì bạn phải biết rằng khi bạn có cơn giận thì đối với con bạn nó là như nhau, cái sự tác động nó là như nhau. Bạn hiểu không? Cái sự tác động đến con nó là như nhau, cái năng lượng nó đấy nó là như thế thôi. Thế nhưng mà khi mà bạn nén vào bên trong thì chính bạn lại đang kìm cái năng lượng đấy lại đấy. Và nó sẽ làm cho cả nhà bạn mệt mỏi. Nhưng mà khi mà bạn quyết định giải phóng chính mình thì theo thời gian cái năng lượng đấy nó được giải phóng ra và con bạn cũng sẽ cảm nhận được cái điều đấy. Có thể mới đầu bạn ấy sẽ có những cái cảm nhận tiêu cực, rằng là mẹ mình tức giận nhiều hơn rồi, tại sao cuộc sống gia đình này lại thế nọ thế kia. Nhưng chỉ một thời gian thôi, bạn ấy sẽ thấy một cái sự dễ chịu nhất định. Bạn ấy sẽ tự cảm nhận được cái năng lượng đấy. Bạn ấy thử so sánh hai cái trường hợp mà xem. Bạn hoàn toàn cảm nhận được rằng là khi mình kìm nén cái điều đấy, nó vẫn tác động đến con mình. Mình vẫn không thể nào vui vẻ với con được. Mình vẫn không nấu được cho con một bữa cơm ngon. Và con nó vẫn buồn bã. Nó vẫn nhìn mẹ một cách, nó vẫn cảm thấy rằng là có cái điều gì đó ở bố mẹ mình. Đấy. Chả giải quyết cái gì cả. Cái việc mà bạn kìm nén vào bên trong đấy không giải quyết được vấn đề. Đấy. Đúng không ạ? Bạn cứ quan sát cái cuộc sống thực sự của bạn nó xem. Vâng. Như vậy là nó vẫn bị tác động, vẫn bị ảnh hưởng của gì, vẫn bị ảnh hưởng. Nhưng thôi mình chọn cái phương án kia là mình được giải phóng, thì kiểu gì con cũng được giải, con sẽ không bị ảnh hưởng một cái năng lượng đấy, đúng không ạ? Đúng rồi ạ, bạn phải so sánh thực tế cái cuộc sống của bạn, bạn sẽ tự biết rằng cái điều gì là tốt. Đấy. Nó rất là tinh tế ở đây nhá. Bởi vì tất cả những cái điều này nó là năng lượng, chứ nó không phải là thái độ, nó không phải là câu chuyện. Tất cả nó là năng lượng. Cho nên một khi cái năng lượng đấy đã tồn tại thì kiểu gì xung quanh cũng sẽ bị ảnh hưởng hết. Đấy. Và cái sự ảnh hưởng đấy nó sẽ là như thế nào thôi. Và chính vì thế nên mình mới phải hiểu. Mình phải hiểu cặn kẽ tất cả những cái này là vì như thế. Bạn có ok không ạ? Dạ vâng, em cảm ơn cô ạ. Em cảm ơn cô ạ. Hạnh còn nghe thấy không? Em có, em cảm ơn cô ạ. Xin lỗi là mình không nghe thấy gì. Mọi người có nghe thấy mình không ạ? Dạ em vẫn nghe ạ. Em nghe chị Lan rồi nghe chị Hạnh nói nữa luôn ạ. Em cảm ơn cô ạ. Xin lỗi mọi người, mình vừa bị thoát ra. Hy vọng là bạn Hạnh sẽ sau cái chương trình này thì sẽ đồng hành trong nhóm thực hành, bởi vì là nó sẽ có những cái chỉ dẫn rõ ràng hơn trong những cái trường hợp cụ thể của bạn, để cho mà bạn có những cái ứng xử nó cụ thể trong từng cái vấn đề một. Dạ vâng ạ, em cảm ơn cô ạ. Cảm ơn bạn. Mời chị Tho ạ. Chị Tho bật mic đi ạ. Chị có một cái câu hỏi như thế này, có nghĩa là từ cái đợt mà chị bị F0 đấy, thế xong lúc mà bố mẹ gọi điện thì mình cũng thông báo là mình đang bị F0, và thực ra thì như mình đấy thì cũng bố mẹ cũng là rất là lo, xong ngày nào cũng gọi điện lên là thế nào rồi là cẩn thận nhé, rồi là ăn uống vào nhé,
rồi thế nọ thế kia, thế xong là hôm sau ngày nào cũng gọi, thế xong là không được tắm đâu nhé, không được gội đầu đâu nhé, xong là đến khi mà hôm nay là ngày thứ chín cẩn thận nhé, rồi là hậu covid rồi thế nọ thế kia, rồi ngày nào không dồn vào đầu như vậy, mình cảm thấy là rất là bực, sáng nay bực lắm, thế nhưng mà vẫn phải vâng ạ. Thế đến lúc mà khi tắt đi thì tức là vẫn cứ thấy bực, làm sao cũng là giải phóng là được, không biết làm sao, gọi điện vẫn con vẫn bình thường đấy. Đấy con cái đấy là cái tức là hình như là cảm xúc trung bình của mình như là cũng hay tụ như nói có một hai lần mà không nghe mình lại cũng thấy tức. Thế là ngày hôm nay thì mình cũng không phản ứng gì, thế nhưng mà thấy quan sát ở trong ngày tức quá. Cảm ơn anh. Thực ra khi mà mình bắt đầu trải nghiệm ấy, thì sẽ thấy rất nhiều cái thứ hay ho. Thực ra là chị có những cái sự tức giận, nó sẽ là cái sự phản ứng của mình với những cái điều khác nhau. Chẳng hạn như cái sự tức giận của mình đối với bố mẹ ấy, bố mẹ cứ nhắc đi nhắc lại những cái câu chuyện phải thế nọ, phải thế kia. Đó là việc mà mình cảm thấy khó chịu với cái sự sợ hãi của bố mẹ. Đấy là sự phản ứng với cái nỗi sợ hãi của bố mẹ. Khi mà mình đã vượt lên trên cái nỗi sợ hãi đấy rồi, mình đã ở vùng cảm xúc tức giận nhiều rồi, thì mình sẽ khó chịu với cái sự sợ hãi lắm. Ai mà nói những cái điều sợ hãi là mình cảm thấy được ngay. Mình nhìn thấy bảo cứ bảo là yêu con, thương con, nói với con như vậy, mà thực chất thì là tại ông bà sợ quá thôi. Mà cái sợ của ông bà là cái sự sợ hãi ích kỷ, sợ mình ốm thì sẽ thế nọ, sẽ thế kia, rồi ông bà sẽ lại lo lắng rồi này nọ. Thực ra nó là sự sợ hãi ích kỷ của ông bà. Đấy. Thì khi mà chị cũng ở cái vùng sợ hãi ấy, thì chị sẽ cảm thấy càng sợ hãi hơn. Kiểu ôi dồi, sợ thật đây, bố mẹ nói thật là đúng, mình phải thế nọ thế kia, mình đồng tình được với bố mẹ. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu vượt lên cái vùng cao hơn ấy, thì mình thấy cái năng lượng đấy sao nó thấp thế, sao nó làm mình khó chịu thế, sao nó cứ kiểu kéo chì mình xuống ấy, mình rất là khó chịu. Đấy, thì chính xác là đó chính là chị đã vượt lên được cái vùng đấy. Thế cho nên là mình phải rất là cẩn thận đi từng bước trong cái hành trình này là như thế. Nếu không thì mình sẽ bị lý giải sai những cái điều này. Và cái lý giải sai đấy làm cho mình tự nhiên tự trách. Ngày xưa bố mẹ quan tâm đến mình cảm thấy cảm động thế, sao bây giờ bố mẹ quan tâm đến mình lại khó chịu. Đấy là do mình sai phải không, hay thế nọ thế kia. Đấy, nhưng không phải, tất cả nó đều là năng lượng. Tất cả nó đều là năng lượng. Năng lượng không thể nói dối được. Cho nên những cái cảm nhận của mình bây giờ nó đã nâng cao lên, thì mình sẽ cảm thấy cái sự năng lượng đấy là như thế, và mình không thích hợp với cái năng lượng đấy nữa. Tự khắc mình sẽ có sinh ra cái cảm giác khó chịu. Đấy. Chị hãy hiểu cái điều này để mà giải phóng chính mình khỏi cái sự tự trách. đúng rồi đấy. Bạn bè cũng thế, cứ gọi điện xong cứ thế này nhá, phải uống thuốc vào nhá, rồi là phải đi kiểm tra nhá, thế nọ thế kia, tự nhiên là mình cảm thấy khó chịu, và tại sao cái năng lượng nó lại thấp thế, hỏi thăm mà sao năng lượng truyền đạt cho mình cứ phải thế nọ phải thế kia, làm cho mình cứ sợ hãi là thế nào nhỉ. Đấy. Thì chị mới đang ở cái mức độ là lên cái mức trung bình. Chị đã chuyển hóa được lên cái mức trung bình là cái sự sợ hãi. Không sao cả. Nó là một cái hành trình. Rồi từ từ chị sẽ chuyển lên cao hơn. Và khi đấy thì thực sự cái năng lượng của chị nó sẽ ảnh hưởng được đến bố mẹ chị, đến bạn bè chị. Để mà khi mà họ có một cái sự sợ hãi kinh khủng, họ gọi điện cho chị, họ nghe cái giọng nói của chị, cảm nhận được cái sự bình an nó toát ra từ chị, cảm giác cái tình yêu nó toát ra từ chị, thì họ cũng sẽ được ảnh hưởng. Đấy, rồi sẽ đến lúc mà mình ảnh hưởng ngược lại họ như thế. Hay quá. Đang làm thế nào mà để, mình cũng suy nghĩ bảo làm thế nào mà để mọi người cảm, tức là khi mình nói mọi người cảm thấy bình an, và khi mà mình bị làm sao mà mình cũng bình an để cho mọi người cảm thấy bình an. Đang tìm ra cái phương pháp mà chưa làm được thì sẽ tức đấy. Đấy, nó sẽ là như thế. Cho nên là hãy cứ thoải mái với cái hành trình của mình thôi. Không có gì phải vội vàng cả, và nhất là không được tự trách. Đấy. Rồi sẽ đến lúc đó, cứ từ từ mà đi thôi ạ. Cảm ơn Lan. Cảm ơn chia sẻ của chị.
Ôi, chị đã bạn. Chị bật mic đi ạ. Không nghe thấy gì ạ. Dạ em cũng vừa bị COVID á, mà do là đó là con gái em bị thì em khá là chủ quan nên ông xã em rất là khó chịu. Mà mỗi lần ông khó chịu em chỉ cười thôi. Em bảo nhiễm thì nhiễm chữa luôn lần cho vui. Em cũng biết là cái lúc mà em cũng chưa có triệu chứng đâu, nhưng mà ông bảo vừa nhiễm chắc luôn rồi. Thì là từ cả test mà lúc test á thì em chỉ là đua thôi, bảo ô hai mạch, mà không ngờ nó hai mạch thiệt. Thì em cũng hiểu là cái cảm xúc của em đang bị trớ hay là bị gì đó, nhưng mà ông nói gì thì em cũng cười, em cũng phản mà cũng không có thức giận. Thì hiểu là cái cảm xúc của em nó đang một cái mức cảm xúc như thế nào khi mà tất cả những cái đối cực nó vào bạn ấy, sự sợ hãi rồi là sự quan tâm, nhưng mà thực ra nó là sự lo lắng ích kỷ ấy, nó vào bạn ấy, không tác động được với bạn vì bạn đang ở một cái mức cảm xúc trung bình. Nó sẽ là một cái rất là tốt để bạn tiếp tục vượt lên, bởi vì sự vượt lên thực sự ấy, là nó sẽ đi ra, tức là khi đấy thì khi mà chúng ta đã vượt lên đến cái mức biết ơn, cái sự cân bằng an bình ở trong ấy, thì là những cái năng lượng đấy nó sẽ từ chúng ta nó đi ra, nó sẽ tác động đến xung quanh. Đấy, bạn sẽ cảm nhận được cái điều đó khi mà chồng bạn dần dần nó sẽ bớt những cái sự lo lắng đi, anh ấy bớt những cái đại khái là những cái năng lượng thấp của anh ấy đi. Đấy, từ từ thì nó sẽ đánh dấu được cái sự tiến bộ hơn của bạn. Còn nếu như bạn cảm thấy rằng là bây giờ anh ấy nghe bạn và anh ấy vẫn cảm thấy là ở vợ mình dường như hơi tưng tưng, vợ mình như là ở trên trời rơi xuống ấy. Những cái này mà tại sao mọi người lo lắng mà vợ mình lại không lo, thế thì bạn mới đang ở cái mức độ là cân bằng các cái cảm xúc đấy. Khi nào bạn vượt lên được nữa thì chồng bạn sẽ cảm nhận được cái sự bình an của bạn và anh ấy bớt những cái lo lắng của anh ấy đi. Bạn đang trên cái hành trình đấy thôi, không có gì cả. Hãy cố gắng lên. Cảm ơn chị. Cảm ơn bạn. Mời bạn Nguyệt Minh. Xin chào cả nhà, mình cũng đang mắc một cái hiện tượng đấy là thực ra mình bình thường mình rất tin tưởng người bạn, rồi thì mình phát hiện là rất là nhiều trong cái cuộc sống bình thường bạn này nói dối mình rất là nhiều. Và từ đấy đến giờ là mình bị sinh ra một cảm giác là bạn ấy nói gì mình cũng không tin, và mình cảm thấy nghi ngờ, và thực ra cái việc này mình bản thân mình là mình thấy khổ và mình không muốn cái điều nghi ngờ đấy là ở bản thân mình nữa. Thế nhưng mà bây giờ họ làm gì mình cũng cảm thấy nghi ngờ. Thậm chí mình nghĩ ra những việc mà người ta bảo là người ta không làm cái việc này, tại sao bây giờ cũng đổ lỗi cho người ta là cả có. Như kiểu trong cái đầu của mình là mình nghi ngờ là người ta có làm việc đấy, nhưng mà người ta bảo người ta không làm. Đấy, xong rồi đó thì như thế nào nhỉ? Mình cũng không biết nữa. Bây giờ hiện tại là mình cũng đang ở một cái trạng thái rất là nghi ngờ. Rất là khổ tâm về cái việc là mình không muốn nghi ngờ người ta, nhưng mà dường như mình bị mất lòng tin ấy. Thì xin bạn cho mình lời khuyên nhé. Đó là hai cái trạng thái đối cực, nhưng mà nó đều chỉ thể hiện ở một cái thôi. Đó là tất cả nó đều nằm trong tưởng tượng của bạn hết. Trước đây bạn tin tưởng người ta vì bạn tưởng tượng là như thế. Bạn tưởng rằng người ta là người tốt, bạn tưởng rằng những cái việc đó nó là như thế. Tức là bạn luôn luôn tìm cách để lý giải người ta theo cái cách của mình, chứ không phải là nhìn vào cái sự việc. Tóm lại tất cả nó đều chỉ là trong cái sự tưởng tượng của bạn thôi. Trước đây nó là như vậy và bây giờ nó vẫn là như vậy. Nó vẫn là sự tưởng tượng. Nhưng mà chẳng qua nó là hai cái đối cực khác nhau. Vậy thì cái sự việc này xảy ra cho bạn để bạn nhận biết được rằng là mình đang tưởng tượng không phải chỉ về người bạn đấy đâu, mà về tất cả mọi người xung quanh luôn. Một khi mà cái sự việc đấy xảy ra thì nó sẽ cho bạn bắt buộc bạn phải nhận biết được điều đấy. Vậy thì bạn hãy tập trung vào trong chính mình. Bạn hãy nhìn xem rằng là mình đang tưởng tượng gì ở xung quanh đây. Mình đang tưởng tượng gì về chồng mình đang tưởng tượng gì về con mình đang tưởng tượng gì về đồng nghiệp của mình. Bạn sẽ thấy rằng là tất cả mình đang sống trong cái sự tưởng tượng mà thôi. Và đến khi đó thì bạn sẽ mới bắt đầu cân bằng lại được. Đấy. Cái đôi khi một cái sự việc cụ thể nhưng mà nó nói lên một cái tổng thể nó là như vậy. Nó sẽ là một cái điểm để mà bạn phản ánh tất cả những cái mối quan hệ xung quanh của bạn. Phần lớn là bạn sống trong sự tưởng tượng hết. Đấy. Tôi không còn thấy là tất cả đối với mình cũng là cái sự tưởng tượng, nhưng mà nếu như tất cả nó là sự tưởng tượng vậy thì làm thế nào để mình nhận biết được đâu nó là sự thật, bởi vì cái gì mình cũng nghĩ nó là không, cái gì nó cũng là tưởng tượng của mình, nhưng mà
cái sự thật trước mắt là người ta đang có những cái lời người ta nói dối mình mà mình biết, vậy thì thật ra mình đang bị dối ở trong cái đấy. Đúng rồi, vì vậy mà bạn mới phải làm từng bước quan sát một. Bước đầu tiên đó là bạn hãy nói thẳng với người ta, tôi biết bạn nói dối rồi, hãy thể hiện thực sự cái cảm xúc của mình ra với người ta đi. Trước đây tôi rất là tin tưởng bạn, tôi nghĩ rằng bạn thế nọ thế kia, nhưng bây giờ tôi biết bạn nói dối rồi và tôi đang chuyển sang một cái trạng thái là tôi không tin tưởng bạn một chút nào nữa. Bạn hãy thực sự bộc lộ cái cảm xúc đó ra với người ta, thay vì là mình lại tưởng tượng về người ta tiếp. Đấy, để chấm dứt cái tưởng tượng đầu tiên đó là hãy bộc lộ tất cả những cái điều đấy ra với cái đối tượng đấy. Và khi đó trong cái sự tương tác đó nó không có sự tưởng tượng nữa. Và từ cái sự tương tác đó chúng ta mới đi tiếp từng cái bước tiếp vào sâu hơn để mà quan sát được cái sự tưởng tượng của mình nó như thế nào. Cảm ơn bạn. Hôm nay cũng quá mất của thầy Yogi Nam mất 3 phút rồi. Xin lỗi thầy Yogi Nam ạ. Bây giờ em Kiều Trinh có thể gửi lại vào trong nhóm chat cái link ở trong cái nhóm tự nhận biết ý, để cho mọi người nếu như ai chưa tham gia thì hãy tham gia vào đấy. Chúng ta sẽ có cái sự đồng hành nó sâu sắc hơn, từng bước một của mọi người trong từng ngày và từng những cái cảm xúc riêng biệt của mọi người, chúng ta đều có những cái sự nhận biết cùng nhau luôn ạ. Đấy. Cảm ơn mọi người, buổi hôm nay sẽ kết thúc ở đây để nhường lại cho thầy Yogi Nam. Cảm ơn cả nhà buổi hôm nay ạ. Dạ, em cảm ơn sẽ của chị Trinh Lan tối nay cũng tuyệt vời ạ. Hướng dẫn cho cả nhà mình cách thực hành và quan sát nhận biết về cảm xúc của mình tốt hơn. Dạ, em xin mời thầy Yogi Nam sẽ hướng dẫn cả nhà yoga năng lượng tối nay ạ. Và em có gửi thông tin về nhóm thực hành quan sát nhận biết ở trên nhóm cả nhà join vào group Zalo giúp em nhé. Namaste, xin chào cả nhà. Buổi chia sẻ của chị Lan rất là hay ạ. Thì bây giờ để bắt đầu vào buổi tập yoga thì mời cả nhà chúng ta đi vệ sinh và uống nước.